Thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại shop Vạn Năng. Em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172445, Zalo cũng là số trên nha. Trước hết đây xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã từng xem kênh, mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Hôm nay em có một số mặt hàng ở đây nhập cũ muốn giới thiệu tới anh em nha. Anh em vui lòng nghe gọi xin kỹ trước khi quyết định mua. Thì bên em thì anh em mua đơn hàng từ 300 trở lên là em bao ship, còn nếu dưới 300 anh em vui lòng thanh toán tiền ship giùm em ha. Tiền ship thì theo độ nặng nhẹ của sản phẩm ha anh em. Sản phẩm đầu tiên là con gà rẻ nha. Con gà này là 250 hoạt động tốt nha anh em. Của nó là đường kính nó 75mm ha, trọng tải của nó chịu được 500kg và động tốt, lăn nhẹ nhàng, xoay 360 độ nha ha. Mở chốt này ra thì anh em lấy ra để dây vô gài lại ha là sử dụng, giá 250 nha anh em. Đội số 1 ha, con này rất dày và nặng nha. Con này trọng tải của nó chịu được khoảng 1 tấn. Con này giá bán là 200k nha anh em, có tay quay rồi về đầy đủ ha, 200k. Dày dặn nặng luôn nha anh em ha. Anh em để tay quay vô quay cho anh em xem nè. Và động chân chu lên xuống nhẹ nhàng ti thẳng nha anh em. Đó. Rồi, anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ em, giá 200k rất nặng nha. Có tay quay đầy đủ, còn con này thì chỉ có con đội thôi, giá 350. 2 tấn. Hoạt động tốt ha, không gò gỉ, dầu nhớt là về đầy đủ ha, sạch sẽ ok, đàng hoàng nghiêm chỉnh. Hoạt động tốt lên xuống là về bình thường, dầu nhớt là bao xài bao tải nha. Rồi, nhận hàng kiểm tra thanh toán test tải rồi về bình thường. Chịu tải 2 tấn nha anh em, sát nhỏ gọn, dễ mang theo nha. Đội tại chỗ ti còn sáng nha anh em ha. Rồi anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ với em ha. Rồi cái này tăng đưa lên xuống bình thường, giá bán 350 bao ship ha. Rồi máy phun. Cái máy phun, máy này chắc phun thuốc hoặc bơm nước gì đó ha. Máy nổ, nút tắt máy này, dây ga nè. Này bình xăng con đang thiếu đồ nữa ha anh em. Đó. Rồi cái này, bên này thì cái nắp này nó xúc ra xúc vô nha. Cái nắp bên mình xăng con nè, da bơm hình như còn nè. Rồi máy này thì em bao nổ cho anh em. Rồi cái này thì châm xăng, nắp xăng là gì còn đầy đủ ha, thương hiệu là Kyozip. Rồi máy phun nha, mã máy phun 350 mugi rồi về bình thường, máy bao nổ nha, máy em bao nổ cho anh em nha anh em ha. Rồi đầu bơm nè, rồi anh em bơm nước phun thuốc gì đó là tùy anh em nha, anh em muốn sử dụng mục đích gì đó anh em sử dụng. Rồi bình xăng như là không bể còn nguyên á. Rồi bao nổ anh em dùng liên hệ em nha, 350 bao ship nha. Máy Nhật tiền cóp mã 1 giá là 200, tiền cóp mã 1 giá 200 nha anh em, cóp mã 1 200 đó, chuẩn giúp Nhật nha. Lotter nè anh em, làm bấm tủ điện là gì ngon lành, đi dây điện ha, 1.25 2 chấm về điều khiển là gì ok nha. Lò xo nhúng nhảy bình thường, ga vô bình thường nha, hoạt động tốt nè, đi tới đâu chó gài tới đó nè ha. Rồi Made in Japan nha, anh em sử dụng liên hệ em ha. Đầu cổ không gơ lắc, xài rất là ngon, ngắn gọn, anh em dễ xài lắm nha anh em. Cái này là cost 2.250. Cái này cây dài size lớn nha, bấm cốt nhôm tối đa 8 ly nè. Hoạt động tốt, thương hiệu Izumi nha, cũng vậy, bấm tới đâu chó gài tới đó, hoạt động ok ngon lành, đầu không gơ lắc gì hết, giá 250. Tiếp theo tới là 5 cây mở đá 50k nha. 5 cây mở đá nghĩa địa 50k, anh em sử dụng thì có việc liên hệ em nha. Tiếp theo thì tới là cái cây cắt ống đồng này 350. Có đồ mở, có đồ lấy ba vớ luôn ha, đầy đủ. Con này thương hiệu của nó là Gigit nha, Gigit. Gigit 350 nha, lưỡi là lưỡi gin luôn. Lưỡi gin luôn. Lưỡi gin thì bên trong nó sẽ có đóng chữ Gigit nha. Đó, hoạt động thì tốt, ga vô rồi về bình thường. Cái này thì chó tăng đưa rồi về bình thường nha. Đó. Rồi, Gigit nha, bánh này thì lăn hết toàn bộ nhẹ nhàng. Đó. Con này là Gigit của Mỹ. Các ống đồng, các ống nước rồi gì cũng được hết nha anh em, 1/4 cho tới là 2/8. Rồi anh em sử dụng cứ việc liên hệ với em, giá là 350 nha, các ống đồng. Tiếp theo thì tới cây liếc dao này là 100k nha anh em, cây liếc dao này 100k. Anh em sử dụng liên hệ em ha. Rồi tới nữa là cây kéo nha. Bỏ đi. Kéo 150 nha anh em, kéo 150 và động tốt ok ngon lành, có chữ đôi gì đầy đủ nha, lưỡi bao bén, anh em dùng liên hệ em nha. 150 hai gắt hơi nha, bao xì sọt nha, xài hoạt động tốt ha, không gò gỉ gì hết đó, là giá là 200 ha, giá 200 gắt hơi thông dụng đó, không xì không gò gỉ gì hết nha. Đó một cái là bạch xeo Made in Japan luôn ha. Đó bạch xeo, còn một cái là hai cupla cupla gì nè, đó cũng Made in Japan luôn. Rồi cái chân này thì cái chân anh em bỏ cái ống dây vô, bỏ ống dây vô rồi dặn lại ha. Còn cái chân này thì cái chân anh em bỏ ống dây vô thì có cổ dây gì đó bắt lại. Rồi
Cái loại nó sử dụng là như vậy nha, hai gắt hơi Nhật giá là 200. Gắt nó nhanh đó. Tiếp theo là tới cạp nha. Cạp em bán 500. Cái này là cạp tròn nha anh em. Hình thức ngoại hình nha, chốt nè. Đó. Này dài là 21 cm giá 500 nha. Rồi tiếp theo cộng lực 250 HIT nha, lưỡi đẹp size 300 mm nha. Miệng khít hoạt động tốt, ok, ngon lành ha. Mỏ lết này là 150 nha, cây này size 200 mm giá 150. 250 nha, da ban miệng khít nè, hoạt động ga vô bình thường nhẹ nhàng. 150 nha anh em. Tiếp theo mỏ lết 2 là 220. Mỏ lết 2 220 size 300 mm nha. Thương hiệu là Super, miệng cũng khít luôn. Hoạt động tốt, ga vô nhẹ nhàng, ngoại hình anh em xem nha. Tiếp theo mỏ lót số 3 giá là 250 KTC nha. Mỏ lót găng hay gọi kìm nước đó, giá là 350 nha, hoạt động tốt, ok, ngon lành nha. Nè, dặn ga vô rồi về bình thường, còn lấy thép bên trong rồi về đầy đủ nha anh em. Còn lấy thép bên trong đầy đủ, găng cỏ ok, ngon luôn nha. Đó, rồi, tiếp theo là cây này mỏ lót nhôm nha. Lò xo nhúng nhảy bình thường, giá 350, size 450 nha. Trời hơi mưa anh em chịu khó lắng nghe giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn. Size 450 là so nhúng nhảy bình thường, găng cỏ ok luôn nha anh em ha. Rồi anh em sử dụng thì có việc liên hệ, giá 350. Tiếp theo cây kiềm hàng của Nhật nha, giá bán là 600. Còn hoạt động tốt, ok, ngon lành hết ha. Lò xo rồi gì còn nặng ok bình thường nha. Kẹp cái là cứng nha. Anh em hàng là xài kiềm này thoải mái. Đó, còn khúc dây đồng của nó ở đây nó cắt ngang nè ha. Giá của nó là 600 nha, kiềm kẹp ba gớt kiềm hàng đó. Rồi tiếp theo đó xà beng nha anh em. Xà beng bộ này là 200 nha anh em. Rồi gồm có 4 cây ha. Gồm có 4 cây. Cây dài nhất này của nó là 450 ha. Cây dài nhất 450. Đó, cây này thủ công nha. Cái đầu cây dán, cái này có chữ nha. Đầu này đầu nhổ đinh ha. Rồi tiếp theo cây này cũng vậy, 450 nha. Đầu này đầu cây dán ha. Còn đầu này là đầu nhổ đinh luôn ha. Rồi, tiếp theo cây này cũng vậy luôn, 450 luôn, một đầu cây dán, một đầu nhổ đinh ha. Rồi, tiếp theo cây này là 360, một đầu cây dán nè, đầu này còn lại là nhổ đinh ha. 200k. Cá cành mã số 1 nha, cá cành mã 1 350, cá cành mã 1 350, anh em sử dụng mình liên hệ chữ nghĩa đầy đủ bao bén nha. Bao bén anh em về dùng thôi, kéo đút nha. Kéo đút, lưỡi thép đen bao bén nha, anh em sử dụng liên hệ em giá 350. Cá cành mã 2 này là giá 200 nha anh em, cá cành mã 2 là giá 200. Hoạt động tốt ok, ngon lành ha, có khóa kéo đồ gì đàng hoàng. Con này là AGS nè ha. Con kéo này AGS Made in Japan nè ha. Rồi, lưỡi kéo cành là bonsai nhỏ, cắt bông cắt qua rồi vậy đó ha. Rồi thêm cây này nữa, lưỡi tay lá tiêu ha. Bao bén hết, anh em về chỉ dùng thôi ha. Mũi khoan thì giá 200, chân lục giác hết nha anh em. Chân lục giác hết, trong này thì nó có mũi 3 ly 8, 4 ly rồi đó ha. 3 ly 2, 2 ly rưỡi, 2 ly. Đó, lớn nhất hình như là cái này có 5 ly à, lớn nhất 5 ly nha. Chân lục giác hết, gắn trực tiếp bán vít khoan nha anh em ha, mũi khoan sắt. Anh em sử dụng liên hệ 200. Tay Tago này thì 350 nha. Hoạt động rồi gì ok, ngon lành, ga vô rồi gì bình thường nha. Đó, còn rất là ngon. Đó, anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ em, giá là 350 nha. 350, cây này dài nha anh em ha. Cái này dài khoảng 4 tấc. 3 tấc 6. Tiếp theo thì tới búa nha anh em. Búa thì bộ này em bán cho anh em 150 nè. Anh em có nhu cầu xài liên hệ cây gõ sỉ nè. Một cây ha. Rồi cây búa này búa thuộc dạng búa đóng lớn nè ha. Cán hơi xéo vậy anh em cho cán lại nha. Đó, rồi búa đóng đinh gì cũng được. Gò. Búa đóng đinh và nhổ đinh nha. Búa đóng đinh và nhổ đinh. Rồi cây búa đóng đinh nhỏ ha. Rồi, tiếp theo tới cây súng silicon. Cây súng silicon này là 100k, rất là dày dặn và nặng chắc chắn nha. Bao bền, bao tốt cho anh em xài nha. Hoạt động tốt, ok, ngon lành, bình thường hết ha. 100k cây súng silicon nha anh em. Chuẩn cái súng silicon là cái chai cây silicon của mình thị trường Việt Nam là vừa luôn á nha. Đó. Kèm thẻ máng bộ này 200 nha anh em. Kèm thẻ máng bộ này 200. Cái này còn như mới luôn ha. Cái mỏ nhọn. Rồi cái này thì cái mỏ nằm một bên nè. Nó kiểu nó kẹp thêm hay là nó chế cái gì đó ha. Đó, bẻ móc hay bẻ phá gì đó ha. Rồi thì mỏ nhọn xay lớn hơn nè. Cây này cây càng cua nha. Càng cua lưỡi nó có mang hợp kim nè. Đó. Rồi cây kìm cắt xay nhỏ mini ha. Đó, lưỡi hơi xấu. Cây kìm nhọn mini. Đó. Rồi cây kìm cắt vít to. Này con này thì lưỡi khít nè. Đó. Rồi cây kìm điện MBM. Rồi, con này là 200 nha, bộ này 200.
Tiếp theo là tới cơ nha anh em. Cơ này bộ này là 180 nè, cơ này bộ này 180 nha, còn sáng sủa mới nha, lưỡi bao bén. Có lưỡi bên này thì mẻ hai găng đây ha. Rồi, còn ngoài ra là ok, ngon lành hết. Chạy tốt, ngon lành, bao bén luôn 180 nha, cưa gỗ. Cưa số 2 em bán cho anh em là 250. Cưa xếp Made in Japan nè ha. Rồi anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ, lưỡi bao bén nha. Lưỡi bao bén cho anh em xài ha. Rồi 250 nha anh em ha. Giá là 250, anh em dùng liên hệ em. Móc xay nha anh em, móc xay này là 250, 150 nha, 3 cây móc xay. Đó, hoạt động ok, nhẹ nhàng, trơn tru ha. Rồi, móc xay duy trì, 150, 3 cây. Tiếp theo thì tới cái mũi rút lõi này, bộ này là 300 nha anh em, mũi rút lõi này, bộ này 300. Thì nó còn mới trong hộp luôn, chân là 17 ly ha, cứ dặn vô cái chén này là xài thôi. 300, phi của con này là 35 nha anh em, phi 35. Anh em làm đường ống 32 thì anh em phát 35 là xài ngon lành ha. Rồi lỗ này như mới luôn, đây cái cạnh này là mới chát còn nguyên trong hộp sử dụng, gắn chân 17 ly, anh em sử dụng liên hệ em, rút lõi 300 nha. Tiếp theo là tới cảo nha, cảo cặp này là 400 nha. Cặp này 400 em bao ship nè, dài 51cm nha. Dài 51cm, mã cảo dùm em 400 ha, có thương hiệu đầy đủ nha. Hoạt động ga vô lên xuống là gì bình thường hết, cánh chuồng này mở ra bình thường hết nha. Rồi ốc này lên xuống là gì cũng ok hết nha, đầy đủ. Đó. Rồi anh em có sử dụng thì cứ việc liên hệ với em nha. Con này cặp này em bán 400 nha. Rồi tiếp theo thì tới mã vít nha anh em. Cái mã vít ha. Mã vít em bán cho anh em 150 nha. Mã vít em bán 150, cán gỗ nè, đầu điếu nè, đầu điếu 10 nha. Cạnh còn tốt ok, ngon lành hết nha. Tiếp theo vít nè, hai chiều nha. Anh em đảo lại cộng trừ. Vít này vít cộng, đầu còn đẹp hết nha, cán gỗ. Tiếp theo vít này vít trừ nha anh em, cán gỗ luôn ha. Tiếp theo vít này là vít trừ lớn ha, miệng lớn, cán nhựa. Tiếp theo vít này BH3 nha, BH3 đóng được. Tiếp theo cây này cây trừ đóng được nha anh em. Rồi cây này là cây BH2 luôn. Rồi dặn ok, ngon lành hết, vít là 150 nha anh em. Tiếp theo tới dũa là 230 bộ này nè. Bộ này 230 có cái dũa lưỡi cưa hai bên không mẻ nè, với cái này là mở hôm. Rồi cái này á là dũa bản lớn nha, cái này dũa ta dũa vuông lớn, dũa bán nguyệt lớn nè. Đó, dũa này dũa bản lớn có cán nha, dũa tròn. Dũa tròn có cán nè, dũa tam giác nè, dũa bản nhỏ. Dũa bản vừa vừa nha, dũa bản lớn một cây nữa nè ha. Rồi bộ này chỉ có 230 anh em xài liên hệ nha, dũa bén nha, dũa danh sắt ăn ok ngon lành ha. Tiếp theo lưỡi cưa tròn nè. 150 nè, bốn lưỡi này nè. Bốn lưỡi này 125 hết nha. Mấy cái cạnh này là mang hộp kim đầy đủ hết, chỉ có mẻ một lưỡi một chi nhất thôi. Cái này còn cắt ngon lắm nha anh em, gỗ. Rồi một lưỡi ha. Rồi lưỡi này không có mẻ luôn nè, hai lưỡi nè. Rồi cái lưỡi này thì lưỡi găng thưa. Không có gớt hộp kim nào hết, đầy đủ. Còn con này thì gớt một cái hộp kim ở đây. Gớt ba cái hộp kim ha, gớt ba cái hộp kim mẻ một cái. Rồi. Coi như là bốn lưỡi tính 150 nha. Lưỡi cưa mã 1 giùm em, tiếp theo lưỡi cưa mã 2 cũng 150 luôn. Lưỡi còn nguyên trong hộp thì luôn ha, lưỡi còn bén ok ngon lành hết luôn ha. Rồi còn nguyên trong hộp luôn, phi đường kính rồi gì em sẽ đọc luôn nè. Đó. Lưỡi nè, thương hiệu nè. Rồi. Ok ha. Con này á là size 185 x 0.6 x 70 găng. Rồi, cái găng cái cạnh này là nó còn đầy đủ me hết trơn, đầy đủ me hết trơn, cũng còn rất là bén luôn nha. Rồi anh em sử dụng cứ việc liên hệ em, lưỡi này là 150 nha, size 185 ha, lưỡi cưa gỗ. Tiếp theo thì tới vít gốc nè, vít gốc này em bán 200 nè. Vít gốc này em bán 200 thì anh em có thể dặn trong gốc rồi gì nè, bẻ cong uống dặn trong gốc nè. Đây này chắc chắn nha, gắn máy vít nè. Đó, cái đầu này anh em dở lên. Cái đầu này anh em có thể thụt được nữa nè ha. Rồi anh em đè xuống hoặc dở lên là anh em để mũi vô. Đó. Để mũi vô xong rồi mình giật nó lên là mình gài mũi lại cứng lại ha, nó không gớt mũi. Giá là 200, mã vít gốc giùm em nha, dài khoảng 2 tấc. Tiếp theo thì tới bộ cà lê số 1 nè, em bán cho anh em 190 nè. Cà lê 1 giá 190 nha. Thì bộ cà lê này là em soạn để vô trong cái độ nẹp cà lê luôn. Đó, thì nó sẽ có số nè, như là số số 78 ha, 78. Rồi, lớn lên từ từ nha, 89 80 10 12, miệng thì còn bao tốt, bao dặn ok hết nha, 12 14. 14, 17 nha, 17, 19 ha. Rồi còn cây lớn nhất là 21, 19. Đó, rồi anh em sử dụng có nẹp kẹp lại đỡ mất ha. Cà lê 1 giá 190. Cà lê mã 2 là 150 nha anh em. Cà lê mã 2 giá 150. Rồi anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ với em, đầu 10 với 13 ha. Tự động cho nhảy bình thường ha, 150 nha, cà lê mã 2. Rồi tiếp theo tới khoan tay này. Khoan tay này thì bằng đồng hết trơn, nguyên con này luôn ha.
bằng đồng hết nguyên con đó. Rồi cán, cán gỗ nè, cán gỗ anh em xem nè đó, gỗ này nó có sớ thịt nè, nó giống như nó nứt theo sớ thịt nha đó. Rồi anh em xem ưng ý thì lấy nha, cái này thì gỗ nó bóng sẵn gì luôn. Rồi còn cái phần này là bằng đồng thau gì đó. Rồi tay của nó thiện gì, về anh em nào yêu thích chế hay là sưu tầm gì đó, đánh bóng nó lại cái nữa, đầu kẹp rồi gì bằng thau hết, ba cháu này ga vô rồi gì bình thường hết nè. Đó em mở ra cho anh em xem, ba cháu ga vô bình thường hết nha. Đó anh em sưu tầm thì có việc về làm lại, tiện thêm một cái tay nắm đây dặn vô đây ha, với một cái tay quay bên đây, nó chốt thì sửa ngay lại tán lại. Nói chung là mình yêu thích thì mình làm lại, mình treo lên sưu tầm rất đẹp nha. Con này 500 ha. Tiếp theo thì em bán tới con dao ship này, là em bán 200 con dao ship Mabel nha, dao ship Mabel. Đó anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ với em, lưỡi không mẻ không gì hết trơn nha. Đó made in Japan luôn ha. Rồi anh em dùng liên hệ em 200k dao ship. Tiếp theo bu lông gốc này, bu lông gốc này là hệ 3/8, giá là 350. Đó, có bi luôn, chuyển động bình thường, bạc đạn ok ngon lành. Có đầu nói dài 38 đút vô đây, là mình dặn phía ngoài này thì đầu này nó xây thôi. Rồi ok nha anh em, chuyển gốc. Đó, bu lông gốc 350. Tiếp theo thì tới con Eto này 450 nè. Eto này Eto kẹp bàn nha, miệng thì ra vô được gì bình thường ok ngon lành hết. Đó, miệng này miệng 75 luôn, miệng lớn ha. Rồi kẹp bàn thì dưới này núm xây lên ha. Eto Nhật Bản nha, 450 nha anh em. Tiếp theo thì tới vít đồng hồ nè. Vít đồng hồ này 200 nha anh em, vít đồng hồ này 200. Anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ, vít trừ nè, trừ lớn, trừ nhỏ các kiểu nè, cộng lớn cộng nhỏ được hai cái nè. Ha. Rồi với thêm cái này là cái mũi suốt kẹp mũi khoan nhỏ rồi gì nè ha. Hai đầu kẹp được hết luôn nha, hoạt động ra vô được gì bình thường, nước xi còn đẹp luôn. Rồi hết trơn, bộ này là 200 nha, mã là vít đồng hồ giùm em. Tiếp theo tới đầu khoan. Đầu khoan mã 1 em bán cho anh em 150 nha anh em. Đầu khoan mã 1 giá bán là 150, đầu khoan sắt Makita. Đó, kẹp tối đa 10 ly, ba cháu ra vô đều nhẹ nhàng, hoạt động tốt, giá ban luôn nha anh em. Giá bán 150. Tiếp theo đầu khoan mã 2 em bán cho anh em giá là 250 nha. Đầu khoan này autolock bằng sắt nha, kẹp tối đa là 10 ly. Kẹp tối đa 10 ly ha, Matsushita. Rồi chân là chân máng vít nha, chân máng vít thì anh em chuyển ra kẹp chân tròn rồi vậy nè, đầu này thì còn chuẩn nha, hoạt động autolock thoải mái luôn ha, hoạt động autolock khỏe luôn ha. Rồi ra vô rồi gì bình thường, tự khóa mũi khoan đó, đầu này 250, mã đầu khoan số 2 nha, kẹp tối đa 10 ly, hoạt động tốt, ba chân ba chấu đều nha, Matsushita. Tiếp theo thì tới kìm kẹp nè, kìm kẹp này size lớn nè, giá 150 nè nghe anh em, dày nặng chắc luôn đó, anh em kẹp tải lớn rồi thoải mái nha. Rồi con này thì nó dài được là 34 cm nha anh em, kìm bấm thì bán 200 nè. Đó, 200 bấm con cua. Hoạt động ok bình thường nha. Đó, bấm nó về ok chắc bình thường nha. Găng cỏ còn khá ok nha. Đó, rồi 200 nha anh em. Rồi, tiếp theo thì tới là cái cục chuyển biến thế, chuyển điện 220 xuống 110, 100V á, sử dụng cho quạt nè, 85W nè, quạt gió với mấy cái lọc không khí rồi gì nha anh em ha. Nó có 3 dây dễ đó ha anh em. Rồi nhét trong cái lọc không khí hoặc là quạt là vừa hết luôn nha. Đó. Rồi giá bán là 110k ha, giá bán 110k ăn cái gì, anh em muốn số lượng thì cứ việc liên hệ nha. Dây là dây đồng đảm bảo cho anh em sử dụng luôn nha. Tiếp theo thì tới là sát máy nè, vỏ máy. Trong này thì em bán cái bộ vỏ máy này là 190 hết bộ luôn. Rồi nói chung là em bán này thì nó còn khúc motor ở đây nữa, em cũng không có ấy luôn nha, em để bán luôn cho anh em. Mã vỏ máy giùm em 190 ha, chân này 96 nè, cái con này hình như là cái con cắt cáp. Rồi là còn motor luôn nha, còn motor còn to luôn. Rồi, còn cái này là cặp vỏ Hitachi 12 à, ha. Đó. Mã nó là 12 FPS 12 1DC nè. Đó, vỏ này còn nguyên lành nè, ha. Rồi. Cặp vỏ này, cặp vỏ của thằng 6181 gì nữa nè. Rồi. Cặp vỏ còn sáng đẹp luôn. Rồi, như thằng này thì được một cặp nữa nè, là 7542. 7542 được một cặp nữa nè. Bana. Thằng này được cặp với có cái móc luôn nè. Đó, như thằng này là 7443, 7443 Bana luôn ha. Thằng này một cặp nữa nè. Này 18 con luôn ha. 7950 gì đó. Đúng rồi, 7950 ha. Rồi. Thằng này là khoan này 974 hay gì nè. 712. 712 nha. Đó, còn ngũ số nhông gì luôn đó. Rồi. Nó chỉ có không có cái đầu thôi. Đó, rồi này vỏ 7441. Đó. Rồi nắp đậy này. Chỉnh gấp trượt này với cái con vít Bana này gặp ha. Này là còn nguyên con bể dưới này ha. Rồi, ok nha anh em. Đó. Con 190 hết luôn á. Rồi, tiếp theo nha, tới là tới cái phụ kiện. Mã phụ kiện này là 200 nè.
trong này thì có bộ nhông, tất cả nói chung là mấy cái hàng bãi đó, nhông bọng gì là em tháo ra em gom lại như gì nè, thì anh em thấy ưng ý thì anh em lấy. Đầu này đầu cấp trượt ba chức năng hay gì nữa nè, đúng rồi, cấp trượt ba chức năng nè đó, Makita, rồi bộ nhông nè, nhông em quá gì không biết, để lộn xộn nhông bạc đạn đó, cái khế gì ôi búa lô xu hết, đầu khoan auto lock nữa đó. Rồi một bọc ha, tiếp theo qua đây thêm một bọc nữa nè, đó đủ thứ hết trơn gã. Anh em nào muốn lấy linh phụ kiện nhông bọng thay thế rồi gì đó, hư hay mất gì đó thì cứ thay vô con này, như con banana nè đó. Rồi hai bọc, tiếp theo tới cái này là mấy cái cụm cấp trượt rồi gì nè, với mấy cái bộ nhông khá là nhiều nha, nhông loại so phe gài đó. Rồi ok ha anh em, đó nhiều nha, nói chung là bọc này nhiều lắm, chỉ có 200k thôi đó. Rồi với lại cái này là mấy cái đồ mũ, mũ như là lấy gài lò xo, rồi nút nhấn của máy cưa gì nè, trò cò, rồi đảo chiều gì nè, đủ thứ tùm lum hết trơn nha. Đó lộn xộn sao bằng, em gã máy em luyện vô đây nè. Thì anh em nào có nhu cầu thì lấy bọc này về làm phụ kiện nha, có thay thế gì đó này, hình như cò có máy khoan nó gì nè, máy cưa máy bào gì đó. Rồi ha anh em, đó anh em ưng ý lấy 200k nguyên một đống phụ kiện luôn. Rồi tiếp theo nữa là tới máy anh em, máy thì em bán cho anh em là thân máy, muốn đóng pin thì cứ việc liên hệ em tư vấn cụ thể, chịu gửi U Long 1/2, đầu không có lắc, hoạt động tốt ok ngon lành, mã UL 2755 nha, 18V, động cơ không trở than, 3 cấp chỉnh lực với 1 cấp tự động nha, hoạt động ok ngon lành, sửa xe thoải mái, giá là 1.500.000 thân máy nha ha, full tính năng Milwaukee thị trường Mỹ. Theo máy 2 cũng vậy ha, rút lõi 3 chức năng, phân búa bắn dít cấp trượt và khoan thường ha, 24 cấp trượt, cái này 2 cấp tốc độ nhanh chậm nha. Rồi máy 2 1.500.000 nha, thân máy mã UL 2704 nha, đầu cổ không gơ không kẹt, auto lock 13 ly cực kỳ khỏe, rút lõi bình thường. Tiếp theo máy số 3 em bán cho anh em 900 nè, Makita 3 chức năng luôn ha, chính hãng Makita, 2 cấp tốc độ nhanh chậm, khoan thường cấp trượt, 16 cấp trượt, khoan búa và khoan thường. Rồi mã DHB 45453, có tem chống hàng giả, bảo hành cho anh em chính hãng là 6 tháng, anh em sử dụng liên hệ mới chậm chậm nha anh em. Tiếp theo máy 4 1.200.000, con này thân máy nha, thân máy ngoài Makita 18V chứ, con này 18V nha ha. Rồi em gắn pin vô nè, anh em để ý là đèn hai bên nó sẽ chớp màu đỏ nha. Rồi than là gì đầy đủ ok ngon lành, hoạt động tốt ha, vệ sinh rồi gì xong xuôi hết rồi, chai dầu mỡ rồi ngon lành đó. Máy hình thức như vậy, giá bán là 1.200.000 thân máy, anh em nhu cầu đóng pin thì cứ việc liên hệ thêm nha. Máy chạy cực kỳ êm nha anh em, thân máy 1.200.000, máy mã số 4 Makita 18V nha, máy mài lưỡi đĩa là một tấc nha. Tiếp theo cân cân nặng, cân sức khỏe, giá bán là 300, thương hiệu là Tanita nha, Tanita. Dưới này có công tắc nè, nhấn công tắc này thì nó sẽ lên cái đèn này ha, lên màn hình, rồi mình đứng lên nó cân thôi, bao nhiêu ký thì nó lên nhiêu ký thôi ha. Rồi cân này thì em bán cho anh em giá là 350 nha anh em, 350 ha, 81 ký nè. Rồi ok ha, 350 Tanita nha anh em ha, cân điện tử số lớn dễ xem nha. Rồi sản xuất tại China nha anh em ha, pin pin Nhật luôn à, anh em dùng liên hệ em 350. Tiếp theo thì tới cái máy ép trái cây, máy ép trái cây thì nguyên thùng nguyên siêu nha, đây có tay mở thì sách hướng dẫn sử dụng rồi về đầy đủ luôn ha, nguyên thùng thùng mốt rồi về đầy đủ, máy mới cực kỳ luôn, máy mới cực kỳ còn nguyên thùng nha, chưa sử dụng luôn. Rồi lưỡi ép này là chạy ngon lành, công suất lớn, anh em có nhu cầu xài á thì cứ việc liên hệ với em nha, máy này thì xài gia đình thì rất là bền luôn rồi, máy này anh em chạy quán xá thì cũng được chân, ép nước cực kỳ sạch luôn nha, máy cực kỳ mới đó, máy nó hoạt động chạy ok ngon lành hết rồi đó, anh em nghe tiếng không, rất là êm nha đó, mà nó là công suất lớn nữa, chớn nó rất là dài luôn ha, chớn nó rất là dài luôn, đây lưỡi nó quay nè đó, cái lưỡi nó quay đó, đó anh em thấy chớn không. Rồi máy nội địa Nhật luôn nha anh em, máy nội địa Nhật cực kỳ bền, lưỡi cực kỳ bén luôn, máy mới chắc bén bền ha, chạy êm, công suất lớn, anh em có thể là mở quán xá bán máy nước ép trái cây hay là cái gì đó thì dùng con máy này rất là ok luôn nha.
máy mới luôn, máy mới chầm chầm luôn. Nội địa Nhật nha, cho anh em xem tem nè. Nội địa Nhật luôn nha. Đó, công suất của nó là 250W, 250W 100W. Đó, còn cực kỳ mới luôn. Rồi, anh em dùng thì cứ việc liên hệ em ha. Tiếp theo bếp từ nha, bếp từ sử dụng điện 100W giùm em. Thương hiệu Nati nha. Nguyên lành không bể dở nha, có dây theo luôn, dây zin luôn ha. Rồi giá bán là 900. Không bể dở, bao test, bao chạy, test nước rồi gì soi ok ngon lành hết, 2004 nha. Rồi, hoạt động tốt, ok ngon lành ha. Rồi bảo hành cho anh em 3 tháng, cho anh em yên tâm sử dụng nha. Giá bán 900. Có chế độ hẹn giờ rồi gì đầy đủ ha. Rồi. Tiếp theo thì tới bếp ga. Bếp ga con này là con Boloma nha, con Boloma đời cao 2018. Con Boloma đời cao 2018 nha. Con trên nè. Rồi hoạt động tốt, ok ngon lành, giá bán là 2.4 triệu, bao ship toàn quốc nha. Rồi bao ship toàn quốc, giá bán 2.4 triệu. Bếp á, thì mặt men này nguyên lành luôn, mặt men nguyên lành, ok ngon lành luôn nha. Đó, rồi men kim tuyến luôn, lắp đánh nha. Rồi bếp thì 218, bếp 218 nha. Ok, dắt bên nè. Đó, bếp thì có chức năng là hẹn giờ 30 phút tắt bếp nè. Còn này nâng cao nhiệt độ là loại bỏ cắm biến tạm thời đó. Rồi ok, bây giờ sẽ test bếp cho anh em xem nha. Giá là 2.4 triệu nha anh em. Nó có hộc nướng chỉnh lửa ở đây ha, hai bếp hai bên chỉnh lửa ở đây. Lửa lớn, lửa nhỏ tùy ha. Rồi. Rồi. Ok ha anh em, nè lửa xanh nè, ok ngon lành hết nha. Tất cả bếp là em vệ sinh sạch sẽ, test ok ngon lành hết cho anh em rồi. Đó, vệ sinh, test dọn ok ngon lành hết, lửa xanh ha, đảm bảo cho anh em là không đen nứt nồi đáy nồi gì hết. Đó, cho anh em xài thoải mái luôn, lửa xanh cực kỳ luôn nha anh em ha. Đó, rồi Boloma dòng sản phẩm bếp Nhật ha. Anh em nấu quên tự động tắt lửa khóa ga. Đó. Ở này là phần lò nướng nha, phần lò nướng nha nè ha. Phần lò nướng. Đó. Rồi, bên trong lò nướng nè. Sáng sủa ok, tụi em đã test dọn ok ngon lành hết rồi. Lửa xanh nè. Đó, tăng giảm lửa đây. Tăng lửa nè, giảm lửa. Tăng, giảm. Rồi ok ha. Đó, còn này là giữ 3 giây để loại bỏ cảm biến nè. Là nấu như bếp thông thường ha. Rồi, còn này là 30 phút, hẹn giờ 30 phút tắt bếp. Còn này tắt nha. Rồi, nó có còi báo luôn nha anh em. Có lỗi sự cố gì đó là nó sẽ báo luôn. Đó. Rồi ok, giờ test tới chức năng của bếp là cạn nước ha. Em giả lập là em đang nấu cạn nước cho cái một cái miếng nhôm này ha. Như là cái nồi mình nấu bị cạn nước ha. Đó. Thì nó cạn nước là nó sẽ mới đầu nó sẽ hạ lửa. Hạ lửa rồi nó dò nhiệt độ, nó cho thêm thời gian nữa. Nếu như nhiệt độ vẫn còn cao á thì nó tắt lửa khóa ga luôn nha. Đó, anh em theo dõi giúp em ha. Anh em nào nếu như mà có ý định mua cái chiếc bếp này về sử dụng đầu tư cho gia đình á, nó vừa tiết kiệm ga, an toàn chống cháy nổ ha. Rồi. Thì căn bếp thì thêm sạch sẽ đẹp đẽ thêm nữa ha, có lò nướng tiện lợi luôn. Thì anh em nào có nhu cầu á mua về mình sử dụng, nó an toàn cho mình, cho người thân ha, bảo vệ gia đình, là tiết kiệm ga là cái chiều hướng của mình luôn ha. Đó là nó tiết kiệm ga cho mình, nó giảm khoảng 30% so với bếp mình đang sử dụng ha. Rồi giá bán là 2.4 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Đó, anh em nhận hàng thanh toán được luôn ha. Rồi tặng cho anh em cặp pin mới Bana, lợp lưới chống chuột inox ha, nó lửa nó hạ xuống rồi đó anh em. Nó đang lửa maximum chế độ nấu nè. Bây giờ lò nướng mình không test nữa thì mình tắt nha anh em ha. Rồi cái này là đang nấu nè, cái này là maximum mà nó vẫn hạ lửa nha. Cái lý do là cái miếng này mình đang test là hạ nhiệt độ cao á, nó sẽ hạ lửa, nó chống cạn đáy nồi thì nó sẽ tắt lửa khóa ga luôn ha. Tí xíu sau bên đây tắt lửa khóa ga rồi em sẽ test luôn cái sensor cảm biến bên kia luôn. Bếp bán ga thì ở đây em vệ sinh, tụi em vệ sinh rất là kỹ nha, vệ sinh từ trong ra ngoài sạch sẽ toàn bộ hết cho anh em ha. Rồi tính năng thì em test là full tính năng hết, là bắt đầu là mới giao cho anh em tới tay anh em sử dụng nha. Và lợp lưới chống chuột đồ gì là bằng chất liệu là inox luôn, nó độ bền nó khá là cao, để mà anh em sử dụng tới tay anh em sử dụng nó không có bị sự cố này kia nọ ha. Đó, rồi vẫn bảo hành cho anh em chế độ là 12 tháng luôn nha anh em. Đó, bảo hành cho anh em yên tâm mà sử dụng. Đó, giá bán là 2.4 triệu, đầu tư một cái chiếc bếp cho cái căn nhà của mình thêm sinh động ha. Đó, an toàn nữa, tắt lửa khóa ga tự động khi mình nấu cạn nước đáy nồi đó. Rồi phòng chống cháy nổ ha, đó là tiêu chí. Và tiết kiệm ga nữa là cũng chính sách là để mình tiết kiệm. 2.4 triệu nha anh em ha, em bán 2.4 triệu, em nhắc lại.
Thì bếp á, là ở đây em test thực tế hết luôn đó, tức là ví dụ như nó đủ cái nhiệt độ của nó thì nó ngắt, vẫn chưa đủ nhiệt độ thì nó cứ đun đó, rồi cũng ảnh hưởng tới thời tiết của môi trường của mình. Hiện tại đang mưa, nhiệt độ nó xuống thấp thì ở đây nó nhận cái nhiệt độ nó sẽ lâu, nó tùy theo cái điều kiện môi trường nữa nha anh em, chứ không phải là bếp lỗi lầm hay là sao hết. Nói chung là trước khi bán tới tay anh em là phải đảm bảo cho anh em là sử dụng ngon, ok ha. Đó, nó đủ nhiệt độ là tự động nó sẽ tắt thôi, anh em cứ yên tâm nha, chứ nó không có bị lỗi lầm gì hết trơn. Nếu như sensor bị lỗi là nó sẽ không hoạt động, nó sẽ tắt bếp liền ha, hoặc là nó cháy lên vài giây là nó tắt. Rồi giờ em sẽ thẳng cái miếng này nó nóng là em test luôn cái bếp bên đây nha. Đó, nó nhận nhiệt độ nóng của cái miếng này mình mới test nóng đem qua, nó sẽ nhận nhiệt độ cao, nó sẽ hạ lửa xuống đó. Rồi thì nó vẫn tiếp tục nó dò nhiệt độ, nếu như mà nhiệt độ vẫn cao nữa thì nó sẽ tắt ha. Anh em nào mà có nhu cầu về chiếc bếp, tìm hiểu về chiếc bếp và cái test cái tính năng của nó hoạt động thì anh em ở lại nán lại vài phút để xem hết cái tính năng của nó luôn ha anh em. Rồi em xin thành cảm ơn tất cả những anh em đã tin tưởng xem kênh, mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Thì em kính chúc tất cả mọi người sức khỏe đó. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video clip tiếp theo. Em xin thân ái kính chào. Rồi thì đó là nó đã hoạt động sensor rồi, gì nó đã dò nhiệt test ok ngon lành hết cho anh em ha. Bếp thì hoạt động ok full, mặt men đẹp, đời thì đời cao 2018 luôn. Tất cả đã dọn test ok ngon lành hết, bảo hành cho anh em 12 tháng. Giá bán là 2,4 triệu, bao ship toàn bộ cho anh em ở tất cả các tỉnh, ở cả ở toàn quốc mình luôn. Rồi tặng cho anh em cặp pin lập lưới chống chuột là lưới chất liệu inox. Rồi em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video clip tiếp theo. Em xin thân ái kính chào.